Hello, xin chào tất cả quý anh chị nhà tư. Chào mừng cả nhà mình đã quay trở lại với video ngày hôm nay của em Thảo. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích về cổ phiếu bên nhóm bất động sản và một cổ phiếu mà nổi bật trong nhóm này về chiều giảm giá, đó là Đạt Phương. Đạt Phương đã có một cái phản ứng rất là tiêu cực khi mà hôm nay đóng nến một cái cây nến sàn, một cái cây nến xanh lơ luôn cả nhà mình ha. Hôm nay chúng ta có một cái thông tin về Đạt Phương. Liên quan đến cái vụ việc là 64 trụ điện cao thế của công ty Đạt Phương Sơn Trà tại Quảng Ngãi, một cái sự kiện đã gây cái chú ý lớn trong phiên hôm nay. Các trụ điện này được xây dựng trên địa bàn huyện Sơn Hà mà chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết về đất đai. Theo thông tin từ các nguồn địa phương thì những cái trụ điện này chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cũng chưa có trong quy hoạch sử dụng đất, dẫn đến việc là không thể hoàn thiện thủ tục cấp phép được nữa. Trước đây thì công ty đã tiến hành xây dựng các trụ này dưới danh nghĩa là mua đất của người dân và có giấy phép thi công. Tuy nhiên thì các cơ quan chức năng xác nhận rằng là cái việc chuyển đất ở nhiều khu vực chưa đúng quy trình và không có cái quyết định chuyển mục đích sử dụng đất sang đất công trình năng lượng từ các cơ quan có thẩm quyền ha. Để xử lý thì tỉnh Quảng Ngãi đang yêu cầu các sở, các ngành liên quan để sớm rà soát và tìm cái hướng giải quyết vì sự việc này kéo dài đã hơn 7 năm. Mà chưa có sự thống nhất giữa các cấp về các xử lý vi phạm và chịu trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp. Trong một cái bối cảnh mà dòng tiền hoạt động kinh doanh của Đạt Phương cũng đang âm đáng kể từ các quý trước và nợ vay vẫn cao thì sự cố này đến làm cho cái áp lực của Đạt Phương gia tăng hơn nữa, làm cho cái tình hình nó khó khăn hơn nữa cả nhà ha. Thì như anh chị mình cũng biết là mặc dù Đạt Phương có doanh thu từ các dự án là thủy điện, nhưng mà sự thiếu hụt tiền mặt đã khiến công ty gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động kinh doanh và đầu tư hơn. Cái dự án của Đạt Phương, chúng ta có dự án khu đô thị Cồn Tiến, thì Đạt Phương đang triển khai dự án này và dự kiến là sẽ mở bán vào cuối năm 2024. Nhưng mà sự phụ thuộc vào tình hình thị trường bất động sản và quá trình hoàn tất thủ tục pháp lý đã khiến cho dự án này đang bị chậm trễ và gây áp lực lên dòng tiền và chi phí vận hành của công ty. Nhắc đến bất động sản mà anh chị mình nhắc đến cái vấn đề pháp lý thì chắc chắn là nó gặp khó khăn mà anh chị. Nhắc đến pháp lý thì luôn luôn là cổ phiếu bất động sản bị ảnh hưởng tương đối là lớn. Đợt vừa rồi anh chị mình thấy như là những cái thông tin pháp lý, những cái thông tin bất lợi thanh tra kiểm tra của TCF và DG ra đấy anh chị, những cái thông tin đấy ra thì cổ phiếu anh chị mình thấy là cũng không có một cái lực tăng mạnh nữa, rồi cổ phiếu cứ neo dưới cái vùng cân dưới thôi đúng không? Bất động sản mà nhìn đến pháp lý là toàn. Cái dự án thứ hai đó là nhà máy kính siêu trắng. Dự án này ở Huế anh chị cũng kỳ vọng là tạo ra một cái doanh thu từ 1.500 đến 2.000 tỷ hàng năm khi mà đi vào hoạt động. Tuy nhiên thì cái tiến độ mà khởi công dự án này cũng đang bị đẩy lùi đến quý 1 năm sau, rồi quý 1 năm 2025 rồi, dẫn đến cái việc là chi phí bổ sung và áp lực tài chính nữa. Thì ban lãnh đạo cũng đang cho biết là dự án kính siêu trắng có tiềm năng xuất khẩu lớn, là đặc biệt trong cái ngành năng lượng mặt trời, nhưng mà công ty phải chuẩn bị vốn và hoàn thành thủ tục pháp lý. Thì hiện tại về cái vấn đề tài chính và quản lý nợ, Đạt Phương cũng đang chịu cái mức nợ cao và phải hoàn tất các khoản nợ trái phiếu nữa. Công ty đã giảm một số nợ rồi, nhưng mà các dự án lớn thì vẫn cần cái nguồn vốn ổn định á. Nên là ban lãnh đạo cũng quyết định là sẽ không phát hành thêm trái phiếu mới để giảm bớt cái áp lực trả lãi vay cho mối cảnh là lãi suất thị trường đang cao. Nhìn chung, nhìn tổng quan thì Đạt Phương là một cổ phiếu có cái tiềm năng trong dài hạn đúng không chị? Là cổ phiếu có tiềm năng trong dài hạn. Nhưng mà trong ngắn hạn thì chúng ta đang thấy là đang bị áp lực bởi những cái tình hình về liên quan đến dòng vốn, dòng tiền của Đạt Phương ha. Thì khi mà gặp cái áp lực này thì cổ phiếu nó cũng đâm ra khó khăn. Cổ phiếu Đạt Phương cũng là cổ phiếu mà đợt vừa rồi em có tham gia, bên room của em có vào hàng, có vào khi mà cổ phiếu này neo ở vùng giá 54-55. Nhưng mà sau đó từ tuần trước là anh chị, đâu đó tầm tháng 5 tuần trước rồi, là em bán hết đó Đạt Phương rồi. Cái cây đến ngày 23 tháng 10 là Đạt Phương bắt đầu có tín hiệu là lên lại cái vùng đỉnh 58, là em bán 1/2. Sau đó cái phiên tiếp theo, cái phiên thứ 5 ngày 25 tháng 10, cổ phiếu này em thấy là nó vi phạm những cái vùng chặn lại của em, thì em mang ra, em thấy cái nguy cơ đối Đạt Phương. Bởi vậy em mang hàng ra em bán hết
khách hàng là Phương chốt lời hết luôn cả nhà. Thì may là chốt lời hết tuần trước, còn tuần này mà vẫn kỳ vọng vào cái trạng thái vượt đỉnh của Đạt Phương thì chắc là cũng dính một cái áp lực, một cây chỉnh điểm lớn như vậy rồi. Hôm nay sàn luôn, cổ phiếu này cũng đang về cái vùng biên dưới rồi các anh chị, cái vùng ben dưới này. Đối với Đạt Phương á, thì đoạn này hơi khó luôn anh chị ha, mặc dù xu hướng trung hạn vẫn là xu hướng tăng, nhưng hôm nay với một cái cây đồng nến sàn như vậy, cổ phiếu đã vi phạm những cái vùng hỗ trợ, đồng nến mất cái vùng nhà 54 rồi, thậm chí là chỉ còn một cái lực đỡ duy nhất của Đạt Phương đó là vùng nhà 52.3 anh chị ha. Thì đợt vừa rồi á, nhiều anh chị mình kỳ vọng đối Đạt Phương, kỳ vọng một cái tín hiệu bớt ao đối cổ phiếu, thật ra cũng kỳ vọng được, bởi vì hai kiếm nó hợp bích, đúng không anh chị, thì mỗi lần hai kiếm hợp bích thì sẽ có biến động mạnh Đạt Phương. Nhưng mà hôm nay Đạt Phương lại phản ứng theo một cái chiều tiêu cực khác, đó là cái chiều giảm điểm rồi anh chị nhé. Mà hai kiếm vẫn đang trong một cái trạng thái hợp bích thế này thì chưa chắc cổ phiếu này sẽ dừng lại tại đây đâu, nên nếu anh chị mà có cổ phiếu này thì anh chị mình cân nhắc những cái vấn đề này ha. Cổ phiếu đang về với vùng ben dưới đó. Đối với Đạt Phương bây giờ anh chị nào còn hàng, anh chị mình có thể là cân nhắc khi mà Đạt Phương về những cái vùng giá 52.3, về đây thì sẽ có một lực đỡ Đạt Phương, thì khả năng về được cái vùng này cổ phiếu sẽ bật lên được cái vùng giá 54 cho anh chị mình bán, cho anh chị mình thoát hàng nếu như mà chưa kịp thoát hàng trong thời điểm này ha. Còn đối với cái vùng mua mới hiện tại anh chị mình phải đợi cái sự cân bằng trở lại của Đạt Phương, mặc dù là có một cái lực đỡ vùng 52 anh chị, nhưng mà cái vị thế 52 này với cái trạng thái hai kiếm hợp bích thế này thì cũng chưa chưa thật sự là an toàn đối cổ phiếu, nên anh chị mà muốn an toàn hơn chúng ta sẽ đợi những cái tín hiệu cân bằng lại đối cổ phiếu và đợi những cái tín hiệu uy tín hơn. Chứ bây giờ những cái chỉ số như VN-Index này, NewsVN-Index đang ở cái ngưỡng bình thường rồi anh chị. VN-Index đang ở vùng 50, có nghĩa tâm lý anh chị mình cầm đối Đạt Phương là chưa phải là hết sức khó chịu, đang ở ngưỡng tâm lý bình thường thôi, cũng như NewsVN-Index đang ở vùng nhà 2.9 này, tâm lý vẫn chưa có thấp anh chị. Thậm chí ha, chúng ta thấy là chỉ số về stock static cũng vậy, anh chị mình đang neo tương đối là cao với Đạt Phương, thì khả năng là chưa bắt được đâu tại nhà mình nhé. Chúng ta phải chờ đợi đối Đạt Phương, chờ đợi một cái tín hiệu uy tín, chờ đợi những cái sự tích lũy trở lại của cổ phiếu, anh chị ha. Doanh nghiệp thì nói chung là chúng ta thấy là cái xúc tác về câu chuyện dài hạn, những cái câu chuyện về dự án khu đô thị Cùng Tiến cũng như là dự án nhà máy kính siêu trắng, đấy là cái câu chuyện dài hạn có thể là kỳ vọng được Đạt Phương. Nhưng mà trong ngắn hạn thì các vấn đề về dòng tiền và cái tiến độ của dự án là rủi ro lớn nếu như mà thị trường bất động sản không hồi phục đúng thời điểm mà công ty mở bán, đúng vậy nha. Thì đây là cái yếu tố rủi ro trong cái thời điểm này, thì anh chị mình có thể là cân nhắc đối với Đạt Phương, cũng như là khi mà một cái công ty về bất động sản mà ra một cái thông tin về pháp lý là chịu ảnh hưởng rất là nhiều anh chị, và cái thông tin pháp lý nó bất ổn với Đạt Phương. Bất động sản rất là nhạy về pháp lý anh chị nhé, anh chị mình cứ để ý coi cổ phiếu mà liên quan đến pháp lý là thế nào nó cũng bị chững lại. Nhưng mà đợt vừa rồi chúng ta có TCS anh chị này, từ cái vùng này này, cổ phiếu đâu đó tháng 8 đúng không anh chị, là có một cái thông tin về thanh tra kiểm tra. Từ đó đến tận bây giờ cổ phiếu vẫn đang còn sideways ở cái vùng biên dưới, chứ chưa có một cái phiên nào mà thật sự tăng mạnh cả. Đợt vừa rồi cũng có ra một cái thông tin thanh tra kiểm tra, đâu đó là tầm giữa tháng 10 đúng không vậy nha. Thì từ đó đến thời điểm bây giờ cũng chưa có cái sự tăng trưởng quá là mạnh mẽ đối với TCS, vẫn đang giao dịch ở cân dưới này. Thì đấy, em chị mà có Đạt Phương thì cân nhắc những cái vấn đề đó giúp em ha. Cổ phiếu này trước mắt á, chúng ta sẽ cân nhắc cái nhịp hồi để chúng ta thoát hàng đã. Còn cái thời điểm mà anh chị mình tham gia, cái thời điểm mà chúng ta có thể bắt cổ phiếu á, thì anh chị mình chờ đợi cái sự cân bằng của Đạt Phương trước nhé. Khi mà cổ phiếu của chúng ta đang còn có một cái trạng thái như phiên sáng ngày hôm nay, một cái trạng thái gặp một cái áp lực bán lớn như vậy rồi anh chị, giảm sàn luôn, thì khả năng là phiên ngày mai vẫn tiếp tục có một cái sự chiết khấu lại cái vùng giá 52, 51.952, vùng cân bằng này luôn đấy cả nhà. Mà với hai trạng thái hai kiếm nó hợp bích thế này thì chắc chắn là Đạt Phương sẽ có cái biến động mạnh. Mà cổ phiếu này đâu đó là nếu như mà chúng ta không có dừng chân được ở vùng 52 này thì một hai phiên tới cổ phiếu sẽ bước vào một cái giai đoạn chuyển đổi, có nghĩa là chuyển đổi xu hướng từ cái xu hướng tăng
trở thành một cái xu hướng giảm, thì cổ phiếu trong xu hướng giảm anh chị mình thấy là đánh rất là khó chịu và đánh rất là mất bình tĩnh tại nhà nha. Thì đấy là cái vấn đề mà ngày hôm nay em muốn trao đổi với cả nhà và trao đổi với anh chị mình. Tại vì cái vùng giá 50, 52 chắc chắn là sẽ có một cái nhịp chỉnh chỉnh lại đối đa phương anh chị ha, bởi vì cái vùng đó cũng là cái vùng mà hỗ trợ tháng đối đa phương luôn, thì chạm cái vùng 52 là sẽ bật lên được anh chị, nhưng mà bật lên được để mình cơ cấu đối cổ phiếu này chứ không phải là để mình nắm giữ thêm đối đa phương đâu anh chị nhé. Bật lên được 54 thì thật nhớ là thoát hàng, nếu như mà đang có hàng, thậm chí là anh chị mình đang có lỗ nhẹ đối đa phương thì cũng dứt khoát đối cổ phiếu này giúp em ha. Đoạn vừa rồi chúng ta có lợi nhuận khi mà cổ phiếu lên vùng 58, anh chị mình có lợi nhuận không bán đúng không anh chị, và không nâng những cái vùng chạm lại lên thì anh chị mình thấy cái hậu quả anh chị nó cũng tương đối là đau. Nếu như mà chúng ta đợt vừa rồi chúng ta có lãi chúng ta không bán, mà trải qua cái phiên ngày hôm nay thì tương đối là đau đúng không vậy nha. Từ lãi mà thành lỗ đấy là một cái điển hình cho chúng ta. Thì nhờ cái bài học của Đạt Phương này lần sau anh chị mình sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn thôi. Và đặc biệt là nếu anh chị nào chúng ta đang còn kẹt Đạt Phương, anh chị liên hệ đến em Thảo, em sẽ hỗ trợ các anh chị về mã cổ phiếu này và hỗ trợ các anh chị mình kinh nghiệm cơ cấu đối cổ phiếu. Em sẽ quan sát trong phiên, em sẽ hỗ trợ anh chị mình về cách vận động của cổ phiếu và điểm mua điểm bán của cổ phiếu cả nhà mình nhé. Anh chị nào mà chúng ta chưa có tài khoản SI hoặc là chưa có bạn đồng hành thì anh chị liên hệ đến số điện thoại trên đầu em 0911 338 863 để được em hỗ trợ, hoặc là có tài khoản SI rồi thì liên hệ em hiện nay đi về em, để chúng ta cùng nhau đồng hành trong những phiên giao dịch sắp tới cả nhà mình nhé, anh chị mình nhé. Ok, hôm nay video của em cũng nói về cổ phiếu Đạt Phương thôi, thì chúc các anh chị mình sẽ có cái quyết định đúng đắn đối với mã cổ phiếu này, và chúng ta sẽ có được cái lợi nhuận tích cực nhất, cái lợi nhuận tối ưu nhất khi mà tham gia trên thị trường chứng khoán tại nhà mình ha. Hẹn gặp lại các anh chị mình trong video tiếp theo và trong phiên live tiếp theo nhé. Phiên live tối em Thảo vẫn hỗ trợ các anh chị vào lúc 9 giờ 45 phút trên kênh ITB Club Channel. Tạm biệt mọi người.